Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm qua là có một anh khách hàng của tôi, anh muốn tôi hỗ trợ anh đấy về cái một cái lưu thống để làm bằng sapphire. Thì tôi hôm nay tôi sẽ chuẩn bị một vài cái loại đá sapphire, tôi quay cho anh xem thử nhé, để cho hình dung cái nội dung sản phẩm nó sẽ làm như thế nào. Và anh thì anh em mệnh thủy thì anh em muốn làm một cái màu đen hoặc là xanh đen. Lưu thống thì có thể là tròn, có thể là hình cắt giác. Thì tùy theo nhu cầu của anh ấy nhé, chúng ta sẽ xem cùng nhau. Và một vấn đề nữa là kích thước sản phẩm ấy, về chất lượng của các loại đá khác nhau thì đem ra cái hiệu ứng về màu sắc khác nhau này, và liên quan đến giá trị tiền khác nhau rất là nhiều. Thì nhân tiện đây thì mình quay cho anh chị, chắc cũng rơi vào tầm khoảng 20 cái mẫu vật đấy, thì anh chị có thể cùng cái video này để làm và xem các loại mẫu vật các vùng miền khác nhau như thế nào nhé, để anh chị có thể có một cái bảng để so sánh giữa các loại sapphire các vùng với nhau. Rồi, ok, anh chị theo dõi cùng tôi nhé, chúng ta hãy cùng nhau xem cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến một vài loại sapphire. À, đầu tiên lưu thống đó, lưu thống thì tôi lấy một vài loại đây, như cái này là cái lưu thống này. Đây là lưu thống dạng tròn nhá. Chúng ta có thể cũng có dạng bầu dục như thế này. Cũng có thể là cái dạng như thế này. Đấy, thì nó có nhiều hình dạng để cho anh chị. Và có một loại nữa là dạng như thế này. Thì đây tất cả là hạt sapphire hết. Đấy, anh chị hình dung chưa ạ? Thì cái này là sapphire gì? Và những cái loại này là sapphire gì? Cái loại này này là chung với cái này, cùng một loại với nhau. Anh chị nhìn thấy không? Thì cái này là một loại sapphire của Nghệ An anh chị nhé. Đây, hai loại cùng nhau này. Cái chất lượng anh chị nhìn màu sắc giống hệt nhau đúng không? Cùng một chất luôn. Và thịt của nó, cái hàng thô thì đây, viên thô đây, tôi chưa cắt đây. Anh chị nhìn nó khác một tí không? Vì cái da này là da ngoài tự nhiên, nó đã được mài mòn qua hàng triệu năm rồi, thì nó đem ra một cái mặt phẳng nó khá là phẳng. Và thứ hai là nó không có lỗ bóng, tại vì mình chưa có mài rũa nó, vì khi mài rũa xong thì nó sẽ như thế này nhá. Đây là nội dung cái đoạn thứ nhất. Ở cái loại này thì chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta có những cái sản phẩm có hình dạng như sau. Thứ nhất là cái màu xanh với một cái màu trắng ấy, nó lẫn vào nhau như kiểu là cốm ấy. Đây là một loại đá. Thằng của Nghệ An thì có thể là màu này, có thể là màu xanh đen. Đây, có thể là màu này. Đây cũng là hàng của Nghệ An. Những đặc thù hàng Nghệ An thì nó màu nó hay lẫn và nó không được đều. Với cái dạng sapphire này nhá. Đây anh chị nhìn này. Và rất nhiều cam phèn. Đây là cái da thô này, chỗ này cái chỗ này là cái chỗ mà chưa xử lý, chưa đánh bóng. Lấy nguyên cái phần vỏ của cái đá bình thường ấy thì nó sẽ như thế này nhé. Đây là sapphire. Thế còn sang với một loại nữa là thằng sapphire của Bắc Cạn, thì cái tinh thể nó thường nó sẽ bị xấu xi như thế này. Đây nó dưới cái viên này. Viên này là tôi làm cho em Quý này. Thế nhưng mà cái loại này thì nếu mà có thịt ấy thì màu sắc nó lại tươi như thế này luôn. Sau khi chúng ta chạm ra thì màu nó sẽ đẹp như thế này. Thì đây là một cái màu xanh cửu long mà khá là sáng. Thế nhưng cái viên đá thật của nó ban đầu ấy thì nó khá là tệ. Trông thì rất là tệ, nhưng mà bên trong cái ruột của nó thì chất lượng khá là cao. Đây là một cái loại thứ hai anh chị có thể dùng nhé. Thì trong cái video này nói về cái lưu thống cho cái bạn khách hàng ấy, thì tùy theo bạn chọn loại đá gì thì giá trị sẽ khác nhau. Ví dụ như thường cái lưu thống chúng ta sẽ làm một cái dài khoảng 4 phân bằng ngón tay trỏ này. Ví dụ bằng cái hàng Nghệ An này thì nó chỉ đâu đó đôi vài triệu thôi. Nhưng mà sang những hàng chất liệu khác, ví dụ như cái loại này thì nó sẽ đắt hơn nhiều, tại vì bản chất cái sản phẩm này tìm được viên thịt nó đặc ấy thì rất là hiếm. Nó sẽ không đặc kệt giống như cái hàng này đây. Hai cái loại này nó sẽ không giống nhau. Cái này thì chỗ nào cũng là thịt, nó chắc hết, nhưng đây chỗ rỗng chỗ hà, rỗng chỗ hà. Thế nên để được tìm một không gian lớn
được tìm viên thu thống bởi màu này thì khá là hiếm. Anh chị nhìn như cái sản phẩm này tôi phải đục đẽo rồi tôi gọt giũa các nơi, những cái chỗ nào mà nó bị lỗi tôi phải móc ra hết. Đấy, thế nên để tìm được một cái thịt mà nó đầy thì rất là hiếm. Rồi, đấy nha, đây loại thứ hai nhá, là của Bắc Cạn. Cái loại thứ ba là loại sapphire này. Viên sapphire này tôi đang bán với giá 33 triệu một cái mặt dây lặc. Thì sapphire này tiền thân nó là đây. Đây là miếng sapphire lớn. 33 triệu một miếng, 33 triệu một miếng, 33 triệu một miếng, 33 triệu một miếng, 33 triệu một miếng. Đấy, kiểu kiểu như thế. Thì đây là một loại sapphire nhập của Sri Lanka. Màu sắc rất là tốt. Thì tất nhiên cái này giá trị nó sẽ cao rồi. Anh chị nhìn là cái bề mặt nó rất là rỗ đúng không? Nhưng mà đấy là chưa đánh bóng nhá. Khi đánh bóng xong nó sẽ bóng như thế này. Anh chị nhìn này. Đấy. Và thậm chí bóng như này. Đấy này. Thì đây là một cái loại khác mà bạn có thể dùng, nhưng mà tôi khuyên bạn chưa nên dùng loại này, tại vì loại này nó khá là đắt, với lại giờ mình sẽ xẻ một viên ra làm cái đu thống thì nó khá là tiếc. Đấy, đây là loại tiếp theo các bạn có thể xem. Ví dụ như cái bức này là cái bức đá mà giá trị khoảng hơn 30 triệu này thì chất lượng nó cũng rất là tốt. Để tôi sẽ kiếm một cái đèn pin tôi soi cho chị xem nhé. Đây. Màu sắc anh chị nhìn đấy. Xanh. Xanh. Thì đây là một loại sapphire thứ ba mà muốn giới thiệu với anh chị. Rồi, thế còn tiếp theo một loại sapphire nữa. Điển hình nó ở đây. Thì cái dòng sapphire này là dòng sapphire của Yên Bái. Thịt đặc, màu đậm. À, điển hình ở đây tôi có một số cái tác phẩm như sau. Đây, đây là hai cái bức của sapphire Yên Bái. Thì tiền thân của nó là gì? Tiền thân của nó là đây. Đây là những hàng thô của nó. Đây là những hàng thô của nó. Thì những loại này chúng ta có đặc điểm là thịt rất là đặc. Thịt đặc và là cắt mài tốt, độ bóng cao thì đều có thể sử dụng được trong nhu cầu của bạn. Nó tùy vào cái màu sắc bạn chọn thôi. Thì mình sẽ tìm cho bạn những cái tương ứng, ví dụ như là cái lưu thống đây nó cỡ bằng đây chẳng hạn, nó cỡ bằng này đi. Thì 5 triệu thì sẽ có loại 5 triệu, 7 triệu sẽ có loại 7 triệu. Đấy, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bạn nhé. Đây là loại thứ hai. Những cái bức này là bức Sapphire tôi bán 8 triệu một bức này. Đấy, cỡ đấy. Cho anh chị nhìn này. Chạm Phật xong hết này. Đây là bức hàng thô này. Trắng xanh này. Thì ở cái hàng thô Sapphire nó khác với cái đá thường ở chỗ nào? Chúng ta sẽ liên tục nhìn được đến những cái bề mặt mà phản chiếu ánh sáng như thế này. Khi mà chúng ta đi buổi tối chúng ta lấy cái đèn dọi vào ấy, chúng ta sẽ nhìn ngay những cái phản chiếu ánh sáng như này. Thế còn ngoài những cái loại này ra thì còn rất nhiều loại sapphire ở các vùng khác chất lượng cao hơn rất nhiều, đó là hàng facet thì tôi sẽ không nói trong video này nhé. Video này chúng ta chỉ chuyên nói về hàng thịt thôi. Ví dụ ở đây còn một loại nữa mà tôi đang cầm trên tay đây. Cái loại này nếu anh chị không quen thì anh chị sẽ không nhìn thấy là sapphire đâu. Tất cả đây là sapphire hết. Và hàng này là hàng của Đắk Nông. Thì cái hàng này tôi nhập thô về thôi, để dành tôi cũng chưa dùng. Đây, ví dụ đây. Một cái mặt cắt của nó đây anh chị này. Là một cái mặt cắt nhá. Thì cái này chưa đánh bóng, thế là trông nó lơ thơ thôi, nó là sapphire hết đấy. Tất cả là sapphire. Rất là nặng. Đó. Để làm nhẫn đấy thì nó nhiều loại lắm. Đây là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể xem. Đây tôi mở thử một vài cái cho chị xem nhé. Cái hàng nó nhiều quá đây này. Không giới thiệu hết với chị được. Ví dụ đây cũng là một loại này. Sapphire hoa thị này. Hoặc là hàng thịt của Yên Bái này. Rất là nhiều, nói chung là nhiều loại lắm thì tùy cho anh chị lựa chọn nhé. Hoặc là những cái mặt như thế này thì bạn có thể dùng thẳng những cái mặt này cũng được, tại vì cái lưu thống ấy thì bản chất là lưu thống ấy nó hơi to. Thế còn làm thẳng cái mặt sapphire này thì đây là sapphire nó thuộc dạng này. Hai cái bạn này là cùng họ với nhau.
Thì cái bức này là bao tiền? Cái này thì giá này hơi hơi cao. Khoảng hơn 20 triệu. Đây, những cái mặt xanh trắng đây. Nói chung là rất là nhiều anh chị ạ, nhiều loại lắm. Thế còn có một loại nữa, đây là cả cái túi này là của Yên Bái hết này. Đây có một loại nữa thì hàng bán trong. Tôi nhiều loại lắm, sapphire đủ hết kìa. Đây, một viên khá là đặc biệt, chẳng hạn viên đá này chẳng hạn, đây. Tiện thể giới thiệu anh chị luôn. Một viên nha. Đây là một viên sapphire vàng này. Hàng này của Ba Ba Chạc Thái Lan. Một viên sapphire của Phan Thiết này. Đây hàng Phan Thiết này, anh chị nhìn này. Ví dụ như viên Phan Thiết này thì là 8 carat đấy. Mặt nhẫn nam vài triệu gì đấy. Nó rất là nhiều loại. Ba Ba Chạc này. Phan Thiết này. Đấy, sơ sơ nhiều loại lắm, rất nhiều thứ. Rồi thì chúng ta đã được xem một số cái loại sapphire mà có thể sử dụng được trong cái nhu cầu làm cái lưu thống. Thì ngoài những cái loại ví dụ như là nó màu như này ra thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái màu đen giống như thằng của Nghệ An, hoặc chúng ta sử dụng màu xanh đen của thằng Yên Bái nhá. Thì đấy là tùy cho nhu cầu của bạn, hoặc là có thể đen xì như này thì tùy bạn nhá, bạn thích loại nào cũng được. Bây giờ để lựa chọn là bạn, và bạn có thể liên hệ lại với mình để mình hỗ trợ bạn thi công cái sản phẩm này. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem đến cuối video. Tôi là Tay Phạm ở kênh Vàng Tay Phạm. Xin chào và tạm biệt anh chị. Chúc anh chị một ngày thật nhiều niềm vui nhá, và chúng ta hãy qua dịch một cách thật là an toàn. Ok, xin chào và tạm biệt.